Xin chào các bạn, hôm nay thì bạn Tuấn tiếp tục rất là hân hạnh được đổ xăng chiếc Super Cup Nhật màu xám xi măng nha các bạn. Đây, cái em này là sung sướng lắm nè, tại cửa hàng mình toàn là đổ xăng siêu phẩm và đề máy siêu phẩm không. Thì đây là phiên bản Cup Nhật nha các bạn, nội địa Nhật mà cửa hàng Bay Duyên bên mình mới vừa mang về. Thực sự là nó cũng mới về luôn. Và hôm nay thì bạn Hiên lại tiếp tục chốt thêm chiếc này nữa cho khách rồi. Chút xíu nữa mình sẽ hỏi bạn Hiên xem là khách nào đã may mắn sở hữu nó ha. Đây, hệ thống phần ABS nè. Xe này nhập khẩu chính ngạch từ Honda Nhật Bản về. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Về tới một cặp lận, cho nên là các bạn cứ yên tâm nha, sẽ còn một chiếc nữa trong cửa hàng. Xe Nhật sẽ có hệ thống phanh ABS, rồi đèn xi nhan này là hai bóng. Đây nha, xe đổ xăng rồi, câu bình luôn rồi. Bây giờ là chuẩn bị lắp cái ba ga. Cái ba ga này là nhiêu Tuấn? 301. Đa ga này inox 10 ly nữa các bạn. Bên mình đặt ở bên hãng inox làm luôn nha. Họ đo đạt rất là kỹ lưỡng rồi mới làm, nên rất là dày, nặng và chất lượng, bao xài vĩnh viễn luôn, nó không xét. Inox 310 á. Đây, mâm. Trời ơi, cái mâm các bạn cực đẹp luôn. Bên mình về được màu đỏ rồi. Thì cái màu xám xi măng này là màu thứ hai. Đây là phiên bản xám xi măng mới nhất của Honda Nhật. Và thông tin mới nhất là Honda Nhật họ cũng sẽ bỏ cái màu này. Cho nên là bạn nào thích cái màu xi măng này á, thì nên chốt ngay bây giờ. Về được có một cặp thôi ha. Mới về được một cặp thôi. Thì đã có một khách đã chốt luôn rồi. Bạn Hiên chốt, chút xíu mình sẽ có thông tin cho các bạn. Còn đây là phần động cơ nè các bạn. Nó đặt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 lận đó. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nha. Đây, bạn Hiên đang cầm cái phiếu nè. Có thông tin chưa em? Đây, không quay được. Đâu. Ừ, vậy thì được. Đâu tranh mượn coi. Đi đâu vậy? Đi tới thành phố Hồ Chí Minh nữa. Bình Dương với Hồ Chí Minh không trà là môn mình khá nhiều đó các bạn. Đây. À, có xe. Rồi. Đây ha, phía sau các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ nổ máy cho các bạn nha. Cúp 110. Cực đỉnh. Cực đỉnh nha. Các bạn thấy chân chống bên không? Nó có một cái hệ thống là khi mà mình đá chân chống xuống á là nó sẽ tắt máy. Nhưng mà khi nào mình gài số á thì nó mới tắt nha. Còn mình nổ lên ti bình thường thì nó không tắt. Chút xíu nữa mình thử cho các bạn xem ha. Đỉnh không? Mà nhìn nè, nguyên một bộ này luôn nè. Ha. Vỏ sau là 80-90 nè ha, vành 17 inch nha. Mình nhắc lại là cái màu này thì Honda của Nhật họ sẽ bỏ mẫu, cho nên là những bạn nào thích cái màu này thì nên chốt ngay bây giờ. Hiện tại vẫn còn đang một chiếc nữa trong cửa hàng mình. Đó, đề máy rồi, đề máy. Vô số nó mới tắt. Thấy không? Vô số nó tắt đó. Đây, mình đề lại luôn nha. Đó. Rất là phê. Cái khoang động cơ nè các bạn nhìn nè. Cực đẹp các bạn, nước sơn nè ha. Mạ rôm. Ôi nó đẹp quá các bạn ơi. Đỉnh luôn á. Đây, để mình vô số nha. Mình xin phép được vô số nha. Một. Nó có báo số trên này nè các bạn. 2 3 4. Đúng rồi, đúng là nè đó. Có báo số. Và khi đăng vào số thế này mà các bạn đá chân trống xuống nó tắt đó các bạn. Đang chạy nè. Bạn nhìn nè ha. Mình đá xuống nè. Tắt ngang luôn đó. Thấy không? Bây giờ là không đề được nha các bạn. Nhưng mà mình nạp hết số thì mình đề được. Đang số 4 nè. Ha. Mình đâu bây giờ nè. Đề không được nè. Ha. Về số 4 nè. Nạp tới hết số nè. Rồi. Đó. Được chưa? Cái công nghệ này thì Sega Việt Nam mình có. Nhưng ý mình nói ở đây là ở bên Nhật họ rất là chú trọng vấn đề an toàn.
cho nên là họ có cài đặt luôn cả cái này. Đang buông no thì nó không tắt đâu. Các bạn nhìn nè, nó dày nè, cực dày luôn, màu xám sơn rất là đẹp ha. Bẩn nè. Đây phần động cơ. Động cơ làm rất là đẹp, rất là đẹp luôn á các bạn ha. Cần số nè. Xi nhan nè, xi nhan là hai bóng đèn nha. Đây là cụm đèn hậu. Gắp gọi đâu nãy giờ á, kêu cái ông gắp, ông chịu khoan không chịu. Ok, bây giờ mình sẽ tắt máy nha. Xe của Nhật thì họ vẫn tặng hai cái remote. Xe của Thái Lan mới là một nha, xe này là vẫn là hai cái remote nè. Chuẩn bị ship đi luôn rồi. Mình xin thay mặt cửa hàng cảm ơn bạn rất là nhiều đã từ thành phố Hồ Chí Minh vẫn ủng hộ xe bên mình và mua online luôn. Màu xám xi măng cực đẹp. Đẹp quá các bạn ha. Hiện tại thì cúp Việt bên mình á, màu xám này cũng vừa hết. Chứ nếu không còn là mình sẽ so sánh luôn bản Việt với bản Nhật này nó khác nhau ở chỗ nào cho các bạn xem ha. Quá đẹp. Thực sự là rất đẹp. Rồi. Các bạn nhìn cái màu xám này. Nhìn gần đi ha. Đây. Mà nhìn gần nè. Để thấy nó phê cỡ nào ha. Sao bây giờ nhìn màu xám lại đẹp quá các bạn. Hay tại vì cái màu xám này của Nhật họ sơn đẹp quá cho nên mình mới thấy nó đẹp. Các bạn nhìn nè. Trời ơi nó đẹp. Màu xám này mình quay hoài nhưng mà mình chưa bao giờ mình thấy nó lại đẹp như bây giờ. Chưa khi nào thấy đẹp như bây giờ. Đó, xem đỉnh luôn, quá đỉnh các bạn. Sơn mình nhắc lại về giá thì xin mời các bạn vui lòng liên hệ với nhân viên để được tư vấn ha, tư vấn thêm về ship xe, về giá xe, thủ tục giấy tờ luôn. Đây mình hãy xem từ bên hông xe ha. À, cực đỉnh luôn. Màu xi măng. À, mình gọi là xám xi măng cũng được mà xanh xi măng cũng hợp lý. Mình thấy xanh xi măng thì nó có vẻ hợp lý hơn một chút. Đẹp quá các bạn ha. Cực đẹp. Rồi mình sẽ khép lại cái video này ở đây và dừng nó lại ở cái chiếc xe này. Thì các bạn nào quan tâm thì hãy chốt sớm nha. Hiện tại về mới được có hai xe thôi. Ồ, cái màu xám xi măng này với chiếc Dash này giống nhau quá nè. Nó một tông một các bạn. Một tông một. Xin chào các bạn nha.